mày phun Zomo trái cây cho tao mau. Nằm mơ à, xem kiểu vui vẻ và soi sáng mày hơn. Tao nói lại, ở kênh Zomo trái cây. Đứa nào cầm điều khiển, đứa đó quyền lực hơn. Đó là mày nói thế đấy nhá. Giả điều khiển cho tao. Hơi thở của nước nhai. Thức dậy chưa đánh răng, bôi vào là khắm. Mách léo thoát ý. Cái đồ ở bần. Mách mẹ đánh đi. Thật ra là bí quyết võ thuật hơi thở của dãi. Hồi trẻ trâu tôi hay sử dụng để cướp lại những thứ đã mất, nhưng mà tôi đã không sử dụng nữa. Thứ nhất là bởi vì nó gây sát thương quá là kinh khủng. Và lý do thứ hai là mẹ tôi có nói là nếu tôi dùng mùi khắm của cơ thể để giành đồ đạc thì nó sẽ không được con người cho lắm. Hai, chào bạn, đây là gốc cây mới của tớ. Đây là cây của công viên chứ không phải cây của nhà mày. Giờ thì nó là cây của tớ rồi. Ngày đó chúng tôi xem tất cả mọi thứ đều trên TV. Chiếc điều khiển quý báu như một bảo vật nên là anh em tôi mới tranh nhau như vậy. Tôi phải công nhận là bây giờ các người có thể xem mọi chương trình ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ lúc nào qua các nền tảng như YouTube, Facebook, TopTop và Netflix. Hồi đấy để có thể kết nối được với thế giới thì bố mẹ các người sẽ có hai lựa chọn: truyền hình cáp và đầu kỹ thuật số. Nếu mà nhà được lắp truyền hình cáp ý, thì đơn giản là bố mẹ yêu các người rất nhiều. Các người có thể xem phim hoạt hình mọi lúc trên kênh BB, Cartoon Network, Disney, VTC11, HTV3. Nhưng mà nếu TV được lắp đầu kỹ thuật số như nhà tôi thì bố mẹ yêu thương các người theo một cách rất là đặc biệt. Và các người sẽ tối cổ theo đúng nghĩa đèn. Vì đầu kỹ thuật số chỉ có thể bắt được những kênh như VTV 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và trong khi đó kênh VTV5 thì chùa nhất trâu chát sầu chủ tọc an thì thân em lần một. Còn kênh VTV4 thì Hello there, you're watching. Sẽ chỉ còn duy nhất chính xác 4 kênh tôi có thể hiểu tiếng người nói. Do vậy tôi thường phải sang nhà hàng xóm xem ké, hoặc là canh những bộ phim hoạt hình phát vào thời gian cố định trên kênh VTV236. Bộ phim hoạt hình đầu tiên mà tôi sẽ nhắc đến là bộ phim mà tôi nhận ra được vợ tương lai của đời mình, Bà Nữ Thám Tử. Ế, cốt truyện sẽ xoay quanh ba nữ sinh Clover, Alex, Sam hành nghề thám tử. Nhưng mà ế, họ bị hút vào đường hầm dẫn đến căn cứ, họ được giao vũ khí, họ đánh phản diện, họ chiến thắng. Hết một tập. Có điều tôi thắc mắc cho đến tận bây giờ là làm sao bộ máy kia với cả ông Jerry có thể tính toán được chính xác từng món đồ để mang theo làm nhiệm vụ. Và tất cả món đồ mang đi không có tập nào là thừa cả. Chính ta là người tính toán và mang những món đồ đó đấy. Oh my god, ông là ai mà đỉnh vậy? Ta là người viết kịch bản. Và bộ phim này giúp tôi biết được một hệ thống đường hầm loằng ngoằng nhất thế giới. Vì ba nữ thám tử có thể bị gọi hút vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, kể cả thùng rác. Tiếp tục ta sẽ chuyển sang một trong những bộ phim nổi đình nổi đám nhất thời đó. Chiến cờ siêu hạng. Bộ phim này thì tôi thường phải qua nhà hàng vẹt xem ké. Trong bộ phim này, mọi người mang xe ra húc nhau để giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống. Hồi đó có nhiều chiến cơ lắm. Cá sấu thần thánh, bọ cạp khát máu, kiếm thần xung kích, tượng ảnh thần binh. Nó giống như truyền thuyết Pinpon hoặc là Bakugan vậy. Mê phim như nào thì mê đồ chơi như thế đó. Cả xóm tôi, đứa nào đứa đấy cũng khát khao ước mơ được một chiến cơ siêu hạng. Và chính cái nhạc phim nó đã lột tả ra chính xác nhất cái cảm xúc cũng như là niềm đam mê của chúng tôi thời bấy giờ. Chúng ta ước mơ chiến cơ siêu hạng. Chúng ta sẵn sàng và luôn xuất phát. Xin mua bằng được, quyết xin bằng được. Không cho, không cho. Quyết tâm tiền lên, van xin bằng được. Tôi với các bạn tìm đủ mọi cách. Kiếm 100 điểm 10, quét sân hàng ngày thì cũng không mua. Thật ra thì bài hát này nó chỉ dành cho riêng tôi thì đúng hơn. Vì ngày đó cả anh em hàng xóm, đứa nào cũng được mua ít nhất là một con. Còn tôi thì nhà hết tiền rồi. Tôi đã từng nghĩ nếu mà tôi được vào đóng phim thì chắc chắn tất cả các chiến cơ đó sẽ là của tôi. Mời anh xuống xe, tôi kiểm tra giấy tờ bằng lái xe. Tôi chưa đủ 18 tuổi. Thu xe, đưa chiến cơ siêu hạng đây. Hồi đó tôi thắc mắc mấy bọn nhân vật thì nhìn như trẻ con cấp 1, cấp 2 mà lái xe 4 bánh. Trong khi đó xe đấy đi nhanh vãi chưởng ấy. Giống như truyền thuyết Pinpon, bé tí tuổi mà sở hữu Pinpon thần. Nó có sức mạnh mà còn khủng hơn cả súng đạn ấy. Hồ Sa Bao, xin xin chẳng chi. Mấy thế giới này nguy hiểm thật. Nhưng đó là phim hoạt hình cho trẻ con mà mày. Các người thấy gì ở trong bức ảnh này? Đó chính là nó không thắt dây an toàn. Như các người đã biết khi chơi xe đụng ý là bắt buộc phải thắt dây an toàn. Vì khi đụng xe, theo quan tính sẽ bị bắn về phía trước. Nên nếu tôi ở phe phản diện ý, thì chỉ cần thắt dây an toàn là có thể thắng được cuộc chơi. Thắt dây an toàn vào đảm bảo thắng nó luôn anh ơi. Nếm thử mùi lợi hại của tướng anh thần binh đi. Hè năm đó, tôi với thằng Hưng vào trong ông nội chơi và nó khoe được mua tượng ảnh thần binh. Các người có biết thì mấy con đồ chơi này sẽ dùng phần kéo, phần đít để có thể di chuyển được. Đồ chơi nó được mua thì thuộc chiến cơ xịn hàng real. Nên tôi nghĩ ra một ý tưởng và nói với nó: phải tìm một đối thủ xứng tầm cho con chiến cơ này. Và khi nhìn xung quanh, chúng tôi đã tìm ra được một đối thủ đáng gờm và không ai xứng đáng hơn. Đó chính là con Zun.
Thân hình thì to khỏe nhưng mà tinh thần chiến đấu thì không được cao cho lắm. Vì nếu mà nó thức ý, thì chiến cơ chưa kịp lại gần nó đã bỏ đi chỗ khác, chả thèm chiến đấu làm gì. Cho nên là lúc trưa khi con Zone đang nằm ngủ, chúng tôi quyết định thả chiến cơ để bắt buộc nó chiến đấu. Nhưng mà không hiểu sao chiến cơ lại rất gần Zone mà nó vẫn tiếp tục ngủ. Và rồi... tôi với thằng Hưng được trận cười vỗ bụng, không biết là nó đang mơ ác mộng hay gì mà giật mình kinh vậy. Chỉ biết nó sau khi hoàng hồn thì cứ nhìn chúng tôi và như muốn nói điều gì đó. Chúng mày nghịch ngủ như chó. Hồi đấy tôi nhớ có phim con chó Scooby-Doo, nhưng mà phim này tôi hơi kinh dị, nhất là cái tập mà có xác ướp Ai Cập ấy, nên là tôi không xem nhiều. Vậy hôm nay tao sẽ cho mày xem một thứ không những có Ai Cập mà còn có tất cả các nền văn minh khác. Ấy thôi. Nền văn minh Ai Cập hùng mạnh đang đến với sự lãnh đạo của hai vị tướng Thutmose Inhotep. Với phần thưởng nền văn minh đỉnh cao con dao cùng sức mạnh tấn công cung thủ, có sức mạnh tấn công tập hợp cũng kinh khủng không kém. Lên anh em ơi! Tóm lại là mày thấy Ai Cập đỉnh chưa? Thằng này mê gái lắm. À, vậy thì còn một chỉ huy Ai Cập huyền thoại mang vẻ đẹp bất tử. Cleopatra! Chọn Cleopatra, nhầm, tao chọn nền văn minh Ai Cập. Nhưng mà Hàn Quốc còn có nữ hoàng Sendok cũng xinh không kém đấy nha. Vậy tao chọn cả hai nền văn minh được không? Và bộ phim cuối cùng tôi nhắc đến cũng chính là bộ phim yêu thích nhất của tôi, Mật Mã. Cô Liêu Cô Xe Lý Lô. Đúng rồi đó, Mật Mã Liêu Cô. Bộ phim này thì nói về các anh hùng thế giới ảo, thề đảm bảo cực hay luôn. Và tôi chỉ có hai điều muốn nói về bộ phim này. Thứ nhất là tôi đã tìm thêm được một người vợ tương lai, Alita. Và thứ hai là phiên bản live action đã phá vỡ luôn hình tượng Alita của tôi. Thề các người nhìn xem nhìn như đầu đường xó chợ mà cứ ngơ. Đó là ý kiến cá nhân thôi. Tôi biết là còn rất là nhiều bộ phim hoạt hình cũng như là truyền hình dài tập khác được phát sóng trên TV ngày xưa, nên là nếu video này được ủng hộ thì tôi sẽ làm thêm phần 2 nữa luôn. Mày có muốn tìm hiểu thêm về xác ướp Ai Cập cai trị thế giới không? Là sao? Thì là các pharaoh ấy. Thì sao? Thì hãy tải ngay Rise of Kingdom và chọn nền văn minh Ai Cập đi. Hello mọi người, thì sau một thời gian dài vắng bóng thì tôi lại quay trở lại rồi đây. Thì thời gian vừa rồi tôi đã rất là bận, tôi bận ăn này, bận ngủ này, ỉa đái. Thì như các người đã biết thì mấy công việc lại cực kỳ tốn thời gian luôn. Nên là bây giờ tôi đã quyết định là sẽ ra video sớm hơn, chỉ làm ra trong khoảng 2 tháng là có video thôi. Đó, và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới với nền nhạc rock cực chill và ấm. Nên là các người nhớ ủng hộ nhá. Giờ video thì cũng dài rồi, mà tôi lười không muốn dài thêm nữa đâu. Thế thôi, nhá. Bye!